đã theo dõi chương trình hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất à, Quốc Hu xin à, kính chào hết tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Huy từ trên à, Facebook của Trung Quốc Huy và quý vị theo dõi chương trình của quy từ trên YouTube N 50 10 TV à, quay trở lại giống như ngày hôm qua à, chúng ta cũng đã mong đợi và giống như những cái bình luận trước đây của chúng ta Uh, hôm nay quy cập nhật cái tình hình mà cái vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc á, thì như dự kiến thỏa thuận thì quý vị cũng biết là uh, trong ngày uh, hôm nay thứ năm thì uh, tổng thống Donald Trump uh, gặp phó thủ tướng của uh, Trung Quốc là ông Lưu Hy thì uh, hai bên gặp nhau nhưng mà rốt cuộc á, là không có đạt được một cái thỏa thuận nào hết Uh, quý vị có theo dõi ở trên Twitter thì ở bên phía giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn chưa có được một cái thỏa thuận uh, tức là phải uh, chưa chưa có đạt được một 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 cái thỏa thuận nào để mà mà, mà, mà có thể uh, có thể đạt được là bởi vì ở trong cái 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 vấn đề mà giữa Mỹ đặt ra đó hai cái vấn đề mà quan trọng nhất thì quý vị cũng thấy đây là cái Twitter của ông trump thì ông Trump ổng cũng nói rằng đó ổng sẽ ổng có một cái cuộc gặp uh, đối với phái đoàn Trung Quốc nhưng mà nó no final deal tại vì nó 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 không có tức là uh, ông Donald Trump sẽ có một cái kế hoạch sắp tới sẽ phải gặp đích thân chủ tịch Tập Cận Bình. Và ở trên cái Twitter của ông Trump á thì ông Trump cũng có nói là uh, nếu mà như vậy đó khi mà không có đạt được Uh, name, uh, cái mà cái problem tức là nhiều cái cái vấn đề mà nó 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 sai phạm đó thì uh, cái kết quả đó uh, là sắp tới đây đó nếu mà như chúng ta biết đó, là cái thỏa thuận ở tại hội nghị G20 của uh, tổng thống Donald Trump cùng với lại ông Tập Cận Bình đạt được đó thì trong cái khoảng thời gian 90 ngày mà ngưng chiến tức là 90 ngày đó hai bên phải về soạn thảo lại những cái thỏa thuận và bên phía trung cộng phải đạt được những cái điều mà phía mỹ đặt ra à, thì bên phía trung cộng thì à, sau khi ông tập cận bình trở về thì cũng có một số luật thay đổi tức là lập tức á, là phía trung cộng cũng đã mua đậu nành thêm của mỹ mua thêm lúa gạo của mỹ và nhập khẩu về các loại khí đốt của mỹ và giống như những cái thiết bị điện tử khác nhưng mà cái vấn đề đặt ra nó khó khăn à, cái cái yêu cầu của mỹ đặt ra đó là cái vấn đề về sở hữu trí tuệ nó được đặt lên hàng đầu nó là cái ưu tiên của mỹ thứ hai là về cái vấn đề um, uh, các loại uh, mặt hàng giống như là cái sự khởi nghiệp của các công ty của mỹ ở tại trung cộng giống như là vấn đề cán cân về cái thương mại về thương mại tức là đòi hỏi bên phía trung cộng phải nhập nhiều hàng hơn của mỹ thì uh, cái này nó không có đặt ra được thì nếu mà cái thỏa thuận kỳ này mà không ra được đó thì giống như cái cam kết bắt đầu ngày 1 tháng 3 này thì trong 200 trong cái 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 200 200 tỷ mà hàng hóa nhập từ Trung cộng đi qua Mỹ đó nó sẽ tăng lên là cái thuế quan nó sẽ là 25%. Trước đây á là 10% thì bây giờ nó là 25% ở trên tổng cái số 200 tỷ đô la hàng hóa mà nhập từ phía Trung cộng. À, nó sẽ đi theo lộ trình đó và ông Donald trump cũng có nói rằng là ông có ở trên cái Twitter thì ông nói là I meet the near future uh, to discuss and uh, giống như là chấp nhận uh, bây giờ phải chờ đợi uh, phải phải đợi một cái khoảng thời gian nữa và ông hy vọng rằng trong thời gian tới uh, ông Donald trump sẽ được gặp ông Tập Cận Bình và nó sẽ nó sẽ kết thúc được cái cái, cái chuyện mà đưa ra và hiện tại bây giờ thì hoa kỳ vẫn giữ cái mức thuế quan như cũ và về phía trung cộng cũng vậy tại vì bên phía trung cộng chưa có đạt được những cái điều mà uh, phía mỹ đưa ra uh, thì uh, trên cái tin hãng tin trên washington post thì họ đăng cũng giống như chúng ta thấy mấy bữa trước thôi thật ra cái tin nó cũng có mới lắm tại vì nó, chúng ta muốn có một cái cách chính thức hơn thôi thì ở trên này họ nói rằng Trump plan to meet Xi after US uh, China talk and with the no deal, tức là nó không có đạt được cái thỏa thuận gì hết. Thì quý vị thấy là uh, uh, ở trên Washington Post AP hay Reuters thì nó cũng giống như cái bài cách đây 3 ngày trước thì đích thân bộ trưởng Bộ Thương mại của Mỹ cũng nói rồi là mai to mai, tức là đường nó còn xa dạng rộng lắm. Cái vấn đề đây ra đó là tại vì cái khó khăn cái khi mà Quốc tế người ta quan sát đó là quý vị biết đó là cái thể chế mà của chế độ cộng sản đó, độc tài của tập cận bình á ở tại Bắc Kinh á nó cai trị đất nước trung cộng á thì nó khó có thể nào đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu mà của của cái chế độ tư bản đưa ra lắm trừ khi nào họ phải thực sự là kinh tế thị trường và còn cái vấn đề nữa là vấn đề trợ giá nông nghiệp cái vấn đề khó khăn ở trong đó là cái vấn đề trợ giá nông nghiệp cái vấn đề thứ hai nữa là về cái luật lệ một cách rõ ràng tức là đòi hỏi là phía chính quyền của Trung Cộng phải không có được trợ giá cho những cái công ty con hoặc là núp bóng phía sau những cái tập đoàn lớn để mà hỗ trợ như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái sự cạnh tranh không lành mạnh đối với lại các tư nhân công ty tư nhân của Hoa Kỳ đó thì quý vị anh chị em cũng biết là nó cũng giống như không ngoài cái dự đoán của chúng ta à, cái cuộc gặp này nó cũng sẽ không đi tới đâu và Tòa Bạch Ốc cho biết á, là hai bên á, đã đạt được cũng một vài cái vấn đề nhưng mà nhưng mà còn nhiều việc phải làm và phía Mỹ sẽ giữ một cái khoảng thời hạn cứng bắt đầu từ bắt đầu ngày 2 tháng 3 lúc đó thuế sẽ bắt đầu leo thang về cái thuế nhập khẩu trên 200 tỷ đô la của Trung Quốc và dựa trên nhiều tháng đàm phán á, nhưng mà hai ngày thỏa thuận vừa rồi đó đại diện thương mại của 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 Mỹ là ông Robert Lighthizer ông cho biết là uh, mặc dù là phía Mỹ đã rất là có muốn tiến bộ giống như là cái sự thù địch thương mại của của hai bên đó, nó làm cho cái nền kinh tế của Mỹ cũng ít nhiều gì cũng bị uh, hạn chế nhưng mà trong cái cuộc gặp kỳ này tuy rằng nó không có được một cái điều nào mới tức là không có được thỏa thuận mới nhưng mà nó cũng tháo gỡ được cho nhiều cái doanh nghiệp của mỹ tức là họ có nhiều cái dữ liệu hơn họ có nhiều cái cách hơn để cho họ biết được rằng là cái thị trường à, sắp tới đây thì họ phải đối phó như thế nào và quý vị biết là cái trọng tâm của vấn đề đó thì quy nhắc lại lần nữa đó là cái cái đặc biệt của Mỹ cái mà yêu cầu tối thiệt cái cái yêu cầu mà cái tối cao nhất của Mỹ đưa ra đó là Bắc Kinh không được ăn cắp ăn trộm tức là tại vì cái hành động mà ăn cắp ăn trộm giống như là ăn cắp trí tuệ nè rồi bắt đầu đến cái chuyện nó gọi là sử dụng cái chữ nó gọi là cưỡng chế đó chuyển giao công nghệ đó tức là ép buộc nó chuyển giao công nghệ và Ờ, phía Mỹ đó thì đang muốn phát triển về cái hệ thống như là robot, xe điện và chính vì cái điều đó đó, trung cộng họ chôm nhiều cái thiết bị về cái công nghệ về xe điện về robot của Mỹ và ông Donald Trump á, ông nói rằng đó là Bắc Kinh trợ cấp, tức là Bắc Kinh dùng cái ngân sách của nhà nước để hỗ trợ cho những cái công ty công nghệ, mà những cái công ty công nghệ khi mà nhận được cái tiền hỗ trợ của từ phía nhà nước như vậy đó thì những cái công ty tư nhân của mỹ sẽ không có địch lại tại vì những cái công ty tư nhân của mỹ họ phải đóng thuế cho chính phủ hoa kỳ và bản thân của họ họ không có được nhận bất kỳ một cái sự trợ giúp nào từ phía chính phủ mỹ bởi vì phía mỹ đó là một cái nền kinh tế thị trường đúng nghĩa còn bên phía trung cộng họ dùng cái nguồn lực của nhà nước để hỗ trợ như vậy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là không công bằng và à, bên phía trung cộng đó thì cái phái đoàn của Trung cộng vẫn một mặt khăn khăn khẳng định là đối với tổng thống Donald Trump rằng là Trung cộng không có làm chuyện đó mà trong khi đó phía Mỹ họ đưa ra rất là nhiều bằng chứng tức là cái tập đoàn của cái, cái nguồn vốn tài chính của các ngân hàng của chế độ cộng sản Trung cộng đứng phía sau lưng rồi và quý vị biết là cái người mà đại diện cho cái phái đoàn thương mại của Mỹ là ông Robert, mà Probert mà đó thì ông này là một cái người có đường lối rất là cứng rắn và ông ta là một cái chuyên gia về cái cái thị trường của Đông Nam Á và ông ta có một cái 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 thời gian quan sát về những cái hoạt động thương mại của Trung Trung Quốc đó thì ông được cử làm phái đoàn là tức là dẫn đầu cái phái đoàn của Hoa Kỳ khi mà đàm phán với lại phía Trung Cộng. Còn phía bên Trung Cộng á là phó thủ tướng là ông ông ở bên phía tiếng Việt mình dịch là hình như là Lưu ông nhưng mà tiếng Anh nó gọi là Lưu Hi thì ông Lưu Hy á, là cái người đứng đầu của cái phái đoàn của Trung Cộng nhưng mà thực chất ra đó um, xét về cái bản chất đó tức là cái người đứng đầu của cái phái đoàn thương mại của Mỹ đó cái tính mà tự quyết định của họ cao hơn còn cái phái đoàn của Trung Cộng đó tức là đại diện cho phía nhà nước của Trung Cộng đó thì họ không có cái khả năng để quyết định tại chỗ và tất cả những cái điều mà họ nói chuyện với Mỹ đó thì họ phải điều phải báo cáo ngược về phía trung ương rồi họ phải đợi phía trung ương này và có những cái quyết định phải đợi đến một đến hai ngày sau nên thành ra chính vì như vậy đó các nhà quan sát người ta nói đó ngay cả đến phó thủ tướng lưu hy mà có đi đến mỹ đi nữa ngồi nói chuyện với ông robert lai giờ xong xuôi rồi họ à, phải đợi à chúng tôi về khách sạn rồi ông ta về khách sạn ông ta mới báo cáo cái tình hình đó về trung ương đảng ở bên này trung ương đảng bên này phải họp bên này xong xuôi mới bắt đầu có lệnh ngược lại cho ông lưu hy là đồng ý hay không thì thực chất ra nó cũng giống như là một cái cuộc họp từ xa chứ nó không có khác con mẹ gì hết á đó. đó đại khái là ý quy nói như vậy mình nói túm lại báo chí quốc tế cho nó dễ đi nhiều khi họ dịch ra những cái từ ngữ nó dài dòng lắm quý vị anh chị em biết không thường thường mấy cái tờ báo tiếng anh cũng vậy nó hay dài dòng dòng rồi đó nó làm cho đủ một cái bài báo nó cứ nhắc lại chuyện cũ hoài à thì đại khái nó là như vậy đó thì thành ra đó chính vì như vậy đó khi mà cái phái đoàn của mỹ vừa đi đến phái đoàn của trung cộng vừa đi đến mỹ là người ta đã tuyên bố rồi các nhà các nhà quan sát quốc tế các những cái tờ báo kỹ cụ họ nói rồi mẹ ông Li ông liêu hy này ông đi đến ông có đàm phán Họ gặp ông robert lighthizer hay là cái phái đoàn của mỹ đi nữa cái ngày thứ tư trước khi gặp ông donald trump chưa gặp donald trump là người ta tiên đoán luôn rồi không đi tới đâu hết trơn tại vì người ta biết cái thể chế đó nó không có thể thay đổi được cái chuyện đó như vậy thành ra bây giờ nó phải tìm một cái nước cờ nào để làm sao để cân bằng được cán cân thương mại với mỹ nhưng mà nó cũng hơi là khó Tại vì cái thời hạn nó cũng cận kề rồi Mà bây giờ mình chưa biết được cái động thái của Tổng thống Donald Trump như thế nào Bởi vì quý vị biết á, cái 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 hạn ngạch thương mại giữa cái cái mặt hàng mà Mỗi năm như vậy Trung Cộng xuất khẩu qua Mỹ chỉ giá 200 tỷ đô la Thì hồi trước đây thì Tổng thống Donald Trump đưa ra là cái thời cái khoản thuế á, tức là 10% ở trên tổng cái 200 tỷ đó Thì đến khi bây giờ đó nếu mà không có đạt được thỏa thuận trong lúc này Và từ đây cho đến ngày 2 tháng 3 sắp tới thì cái cái tổng cái số kinh ngạch xuất khẩu đó, cái 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 tổng cái số tài sản trị giá mà xuất khẩu đó nó sẽ tăng thuế lên là 25%. Đánh vào trong những cái mặt hàng của Trung cộng nhập vô trong Mỹ. Đó, đó là cái cái mà cái mà cái mà 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 mà, 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 mà tổng thống Donald Trump đưa ra và mình không có biết rằng ông ông ta uh, tổng thống Donald Trump có nói ở trên Twitter là quý vị thấy là ổng uh, viết trên Twitter một cách rất là ngắn gọn thì ổng nói là miss in the in the near future tức là mình không biết cái near future này tức là trong một cái thời gian tương lai rất là gần. Mình không biết là nó gần là gần lúc nào có trước cái ngày đó không hay là để cho để cho cái 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 cái, cái, cái thời hạn mà sau cái ngày 3 tháng 2 cái cái thuế suất mậu dịch nó tăng lên để thử lửa chung cộng. Mà cái điều này nó cũng hơi khó một cái đó thì quý vị cũng biết là À, chính phủ Donald Trump khi mà đặt cái chính sách mà áp thuế nhập khẩu đối với Trung Cộng đó Thì um, hầu như được lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ gần giống như là chấp nhận Nên thành ra đó là cái vấn đề đó Nhưng mà nó cái khó là một cái đó là à, Về bên phía đảng đối lập đó, thì họ cũng ủng hộ cái chính sách cần phải kiềm chế Trung Cộng Nhưng mà khi mà nếu mà cái thời hạn mà đó mà cái khoản thuế suất mà áp dụng lên 25% đối với cái những cái mặt hàng nhập khẩu từ trung cộng á trên cái cái trị giá 200 tỷ đô la đó à, thì quý vị thấy là liệu những cái doanh nghiệp của hoa kỳ á những cái doanh nghiệp mỹ đế á, ở bên này đó thì trong một thời gian dài có thể là trong cái khoảng thời gian mà áp thuế 25% đó có thể họ phải bị lung lay chắn một điều nó sẽ có và cái động thái hiện tại bây giờ cái thị trường chứng khoán nó cũng đã thay đổi thì quý vị biết đó là mình không có biết rằng là là một bên là bên phía bên phía trung cộng à, họ có chịu nổi nữa hay không hay là bên phía mỹ họ có bị chịu nhiều cái sức ép của cái, cái 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 những cái doanh nghiệp về kinh doanh đó thì đương nhiên họ sẽ tác động lên cái thị trường thì cái điều gì sắp tới mình chưa có tiên đoán được nhưng mà Ờ, quý vị biết là cái mà vấn đề Mỹ đặt ra và Mỹ muốn Trung Cộng chấm dứt đó là vấn đề mình nói gọn theo kiểu Việt Nam của mình đi ăn cắp ăn trộm Cái vấn đề ăn cắp ăn trộm kiểu dáng công nghệ là cái vấn đề căng lắm Thì quý vị anh chị em biết là ngày hôm qua Huy cũng cho quý vị coi những cái chát tòa Đối với tập đoàn Hữu Quầy Và tập đoàn Hữu Quầy là có cái chủ trương là ăn cắp công nghệ Và cái cái hệ thống của hệ thống tư pháp của Mỹ đấy đó Họ cũng đưa ra cho thấy rằng là Thứ nhất là về cái tập đoàn Hữu Quầy là ăn cắp công nghệ của hãng T-Mobile Và bắt đầu có những cái nhóm hacker mà do quân đội của Trung Cộng đứng phía sau Và cái điều tra của Bộ Tư Pháp họ cũng đã đưa ra những cái giấy tờ Đưa ra những cái bằng chứng rõ ràng Thì quý vị biết một cái tin này, tin mới chát luôn ngày hôm nay luôn Quý vị biết gì nữa không? Hả? FBI mới vừa nấm cổ một ông Trung Cộng nữa ăn cắp ăn trộm mà ở làm việc ở trong tập đoàn Apple của Mỹ che táo và đây là một cái dự án là cái xe tự tự lái cực kỳ bí mật của Apple mới vừa phát triển nó có cái hệ thống camera gắn ở trên cái nóc xe đó thì Apple đang thử nghiệm cái hệ thống tức là xe tự chạy thì bây giờ lòi ra là cái ông Trung Cộng này mới có một ngày một thôi là qua bữa ngày hôm sau là ổng vô ổng ăn cắp ăn trộm rồi ổng ăn cắp ăn trộm khi mà cái công ty Apple phát hiện ra được á thì quý vị biết là à FBI á ông này đó thì bây giờ khám xét ở trong cái máy cái máy laptop của ông này đó là ông này ổng chơi ổng chứa luôn cả dữ liệu tới mấy ngàn cái hồ sơ dữ liệu của của của, của công của hãng Apple ở trong cái 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 cái, cái, cái hệ thống máy của ổng. Thì cái tin này đó là rất là nhiều tờ báo đưa lên và thậm chí có nhiều cái tin tiếng Việt đưa lên nhưng mà quý vị có thể coi ở trên à, quy ghét cái thằng cái báo Daily Mail này quá nó quảng cáo quá nhiều thành ra đôi lúc mình show lên cho quý vị á, là mình lại bị dướng những cái 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 quảng cáo của tụi nó nhiều lúc mình bực mình lúc uh, ở trên cái tờ Daily Mail á thì họ đưa lên á là FBI á, address Second Chinese Apple Engineer tức là bắt bắt một cái kỹ sư thứ hai của uh, của hãng uh, Apple là tìm kiếm được đó là for the 2000 file about a driverless car project, tức là cái, cái 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 hệ thống mà 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 lái xe tự động đó ở trong cái máy tính, trong cái laptop cá nhân của cái ông này. Và cái ông này đó là cái ông này là kỹ sư của Apple, tên của ổng là Di Hong Chen. Di Hong Chen à, uh, ông ta phải đối mặt với lại một cái án tù là 10 năm và có thể bị phạt là 250.000 đô la và ông ông này á, là uh, cái 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 ông này ông có tên là di di chen thì ông là một cái kỹ sư làm việc cho apple mà ở tại uh, ở tại bên uh, bên bên mỹ và uh, cái chi tiết này đó là tìm thấy được là hai 000 cái, cái 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 tập tin đó tức là hai cái hồ sơ như vậy ở trong cái máy tính xét tay thì à, khi mà một cái nhân viên apple khác đó thấy cái ông này là chụp hình cái khu vực mà những cái khu vực mà bí mật của apple đó thì thấy ông này chụp hình và sau đó thì à, À, ông này bị phát hiện á, là khi mà bắt đầu anh à, ông này bị phát hiện từ hồi bị theo dõi từ hồi tháng 6 năm ngoái và cái tài liệu nó kéo dài cho đến tháng 12 này và à, sau khi ông ta đang làm cho cái tập đoàn Apple nhưng mà ông ta là đang trong cái thời hạn mà đang trong thời gian đang làm cho Apple thì ông ta có một cái bộ hồ sơ là ông ta đang 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 nộp đơn để qua một cái công ty đối thủ là công ty s moto ở tại trung quốc tức là ông ta đang làm việc cho apple ở mỹ nhưng mà ông ta có cái bộ hồ sơ là nộp cho cái công ty tức là cái công ty đó nó tên là công ty s moto ở tại bên trung quốc và ông này bị bắt trước một ngày khi mà ông này làm giấy tờ à để mà đi về trung quốc tức là trước khi mà trước khi mà chuẩn bị bước ra khỏi nhà là bị fbi ụp vô chụp liền luôn là tại vì à à ông này ông này ổng ổng Um, tức là người ta đã theo dõi ông này từ lâu rồi và sau đó đó là người ta người ta mới 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 bắt đầu nắm cổ khi mà ổng mua giấy tờ mua vé máy bay chuẩn bị bay về Trung Quốc và lật lại hồ sơ là vào tháng 7 của năm 2018 tức là cũng mới đây luôn một cái nhân viên của Trung Quốc đó, tên là Sao Lao danh đã bị FBI bắt vì một cái tội tương tự tức là đến ngày hôm nay đó là có hai gián điệp người trung cộng Làm việc ở tại hãng Apple Mà ở tại bên Mỹ này ờ, Và hãng Apple thì họ cũng nói trên cái tờ Daily Mail đó Tức là họ đang tiếp tục hợp tác với cái cơ quan FBI Để tiếp tục điều tra những cái trường hợp mà ăn cắp thương mại như vậy Ở trong Mà quý vị biết đó là cái tội danh mà ăn cắp thương mại ở tại bên Mỹ đó à, Cái án tù nó cũng phải cỡ 10 năm trở lên đó Và Ờ uh, ông này ông này là một trong những cái kỹ sư và cái người làm á quý vị biết á đây là một cái dự án mà mới của Apple và cái hình cái 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 ở trên ở trên cái tờ Daily Mail đó thì quý vị có thể thấy đây là một cái chiếc xe rất là bình thường nhưng mà cái hệ thống thử nghiệm của Apple á nó tự lái tức là nó được gắn những cái con mắt đó ở trên cái nóc xe đó để cho nó tìm kiếm nó tracking được ở ngoài đường đó thì đây là một cái dự án mà rất là bí mật của Apple và trong thời gian tới đó thì là uh, apple mới mới đang thử nghiệm thôi thì đã bị chôm như vậy và khi mà lục ở trong cái máy tính của ông này đó là một mấy trăm cái bức ảnh luôn tức là mấy trăm cái tấm hình mà chụp ở phía trong cái trụ sở của apple tại california và chứa những cái thông tin về cái xe mà không người lái đó uh, và xong rồi á ờ um, uh, trong trong cái lúc đó, một cái người đồng nghiệp khác đó thấy ông này lũi củi chụp hình thì bắt đầu người ta mới phát hiện cái đó người ta mới báo lại như vậy và uh, khi mà khi mà khi mà fbi vô lục soát thì họ thấy đó là rất là nhiều cái, cái 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 hồ sơ ở trong ông ta giấu trong đó và uh, có những cái dữ liệu mà ông ta copy từ rất là nhiều lâu rồi và quý vị biết đó là Ờ, ông này á, làm việc cho Apple mới tháng 6 của 2018 thôi. Và ông ta làm việc mới được có 6 tháng cho hãng Apple. Và khi mà đến tháng 7, tháng 8 đó, người ta bắt đầu mới phát hiện, người ta nghi ngờ ông này là trơm thôi. Nhưng mà người ta chưa có biết được, chưa có xác định rõ ràng. Nhưng mà đến khi mà Đến khi mà sau này những cái đồng nghiệp họ thấy được họ mới sâu chuỗi những cái sự kiện lại Thì mới biết được rằng là trong cái quá trình mà ông này xâm nhập vô trong cái công ty đó Ông này chủ yếu là nghiên cứu và theo dõi cái vụ mà cái xe tự lái Tại đây là một cái project tức là một cái một cái cái thử nghiệm mà của Google của Apple chưa có được công bố ra ngoài thị trường Thì quý vị biết là sau khi cái thông tin được 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 đưa lên đó thì FBI cũng theo dõi nhưng mà họ chỉ bắt ông này khi mà đầu ông này chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ, còn nếu mà ông này tiếp tục ở trong nước Mỹ thì chắc chắn FBI chưa có bắt đâu. Ông này ông mua vé máy bay ông đi về Trung Quốc thì uh, trên cái trên cái nội dung mà ông ta khai báo với cơ quan uh, điều tra đó thì là ông ta nói rằng đi về Trung Quốc để thăm mẹ. Uh, và trước đó đó thì là cái hãng này uh, họ cũng đã bắt được một cái người tức là người đó, tức là hiện tại bây giờ đó, uh, người ta lục hồ sơ ra, người ta thấy cái uh, cái ông này, ông kỹ sư này đó, ổng có một cái bộ hồ sơ ổng nộp cho một cái công ty ở tại bên trung cộng, nó tên là cái công ty đó tên là công ty Xiaopeng, Xiaopeng Motor ở tại bên trung quốc, uh, khám xét rồi 60% trăm á trong cái dữ liệu đó, ông ta đem ra em đem theo một cái ổ USB 40 gig ở trong đó đó ờ, trong tất cả những cái đó đó thì chứa đựng gần hai gần hơn 2.000 cái tài liệu của hãng Apple và chính vì như vậy đó là Apple họ nói rằng họ sẽ phải đưa cái hồ sơ này và họ yêu cầu bộ tư pháp của Hoa Kỳ đó là phải tìm kiếm những cái công ty đó những cái người mà đứng sau lưng những cái đường dây mà để mà đưa những cái cái những cái cơ quan tình báo giống như là những cái người mà chôm ăn cắp dữ liệu công nghệ vào trong mà trong cái 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 hệ thống mà 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 của các cái công ty các tập đoàn của Mỹ thì quý vị biết đó, đó là riêng công ty Apple thôi còn mà trong hồ sơ của bộ tư pháp đó, thì nó có rất là nhiều ngoài công ty hữu quầy ra rồi à, nó có luôn cả những cái nhóm những cái tập đoàn mà những cái người mà bị bộ tư pháp của mỹ à, giống như là cơ quan fbi họ đưa ra cái chat truy nã đó thì ở rất là nhiều quốc gia khác nhau và có những cái trường hợp là đang còn ở bên trung quốc nữa nhưng mà những cái những cái trường hợp đó nếu mà trong cái trường hợp đó đó hiện tại bây giờ á, là ngay cả bên phía chính phủ à, bên phía công ty tập đoàn hữu quầy cũng vậy họ cũng căn dặn nhân viên của họ tức là những cái nhân viên cấp cao mà của hữu quầy đó là hạn chế đi du lịch ra nước ngoài và đặc biệt là đi đến những cái quốc gia mà có đồng minh với mỹ thì sẽ bị tương tự giống như bà mạnh Vãn chu và ngay cả đến à, những cái quan chức mà có liên quan đến tập đoàn hữu quầy cũng vậy cái khuyến cáo của chính phủ trung cộng đưa ra đó là không nên đi du lịch thì quý vị biết là cách đây không lâu hình như là năm ngoái đó một cái một cái người điều hành một cái đường dây ăn cắp cái hệ thống tu khí tu mà cái cái nguồn lực đẩy về cái hệ thống phản lực của hãng Boeing á thì à, tay đó là một tay đứng đầu một cái cơ quan an ninh hình như ở tỉnh Chiết Giang hay cái gì đó thì sau khi mà đi du lịch qua Mỹ với cái một cái visa khác với một cái passport khác tức là không có phải là passport công vụ mà passport cái, cái 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 hộ chiếu mà hộ chiếu cá nhân đó, bình thường á thì đi đến bỉ đó, thì lập tức cơ quan mật vụ của bỉ bắt cái người đó và đích thân bộ tư pháp đó, hoa kỳ đi qua tới bên bỉ dẫn độ về mỹ đó. cái trường hợp đó thì hiện tại cũng chưa đưa ra xét xử nhưng mà nó có họp báo rồi thì à, quý vị biết đó là cái chiến dịch mà và cả thế giới nó nhiều cái người bình luận và kể cả nhiều chính phủ các nước đó, người ta nói rằng đây là cái chủ trương mà của tập đoàn nhà nước cộng sản trung cộng họ họ dùng nguyên cả cái nguồn lực của chính phủ để họ đi trộm ăn trộm công nghệ của khắp nơi ở trên thế giới về để họ sáng tạo ra những cái mặt hàng của họ để nhằm à, triệt tiêu nhưng mà cái điều này nó là cái điều không có công bằng và nó không có lành mạnh ở trên thế giới này và nó giống như cái hiện tượng là đi ăn cướp của một một cái quốc gia khác đem về để làm giàu cho chính mình thì à, đó là hai cái tin mà quý vị vừa thấy thì à, thêm bây giờ quy à, À, quay trở lại một chút xíu về cái tình hình của venezuela thì quý vị biết là um, cái, uh, cái, cái, cái 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 tổng thống lâm thời của uh, venezuela đó hôm nay ở trên cái bản tin của hãng tin ap quý vị biết là ông này á ổng có bà vợ đẹp lắm nha ừ ông, ông người, người idol này có bà vợ đẹp lắm nha quý vị biết rồi con ra phụ nữ nam mỹ mà quý vị thấy chưa tổng thống đối lập có đứa con gái xinh dễ sợ luôn quy coi ngày hôm qua quy coi trên mấy video quy nói trời mà ổng cũng thuộc dạng hot boy mới có ba mấy tuổi à dạ yeah. và cái vợ của tổng thống tổng thống mà lâm thời á ai idol hồ dê người idol á chọi long lanh sắc nước hương trời luôn á rung rinh rung rinh mẫu nghi thiên hạ luôn <laughs> nhìn dữ dội lắm nếu mà nói theo kiểu mà ông kim dung á là coi gọi là gọi là nghiêng nước nghiên thành mà lung linh á ừ thì um, thì trên trên cái hãng tin ap với lại một trên một số cái trang mạng của bên phía nam mỹ đó thì trong ngày hôm nay đó ờ uh, họ đưa lên đó, thì quý vị biết là là ông uh, ông hoan Ai idol đó là ổng ổng mới uh, tức là ngày 31 tháng 1 đó ổng lên ổng ổng nói đó là Nhà của ổng á bị đặt cảnh sát đặc nhiệm của bên ma đồ đó thâm nhập. Thì những cái người hàng xóm xung quanh ấy, người ta quan sát người ta thấy và giống như những cái những cái người trung thành với ổng á người ta thấy được đó. À ông này ổng có ổng có một đứa con gái nhỏ, tức là con gái của ổng chưa được 2 tuổi, tức là khoảng 20 tháng tuổi. Thì ông ta lập tức ông ta mới nói rằng ông ta mới lên tiếng ông ta mới nói rằng á là trẻ em á, là bất khả xâm phạm và các vợ con á, của chúng tôi á, là bất khả xâm phạm nên thành ra đó là các quý vị công công lực á, tức là quý vị cảnh sát đó đừng có đụng tới đừng có vượt qua cái lằn ranh đó và đừng bao giờ sử dụng những cái chiêu trò bẩn thỉu đó để mà tiếp cận để đe dọa tính mạng gia đình của tôi thì quý vị thấy nó cũng giống như là ông ta cũng có nói rằng đó tôi sẽ quy trách nhiệm cho quý vị và quý vị phải chịu hết trách nhiệm nếu mà quý vị đụng tới gia đình và cái chuyện gì mà xảy ra với lại vợ con của tôi và cái bài phát biểu đó thì cái hãng tin ap họ có đưa lại như vậy à, theo cái hãng tin ap đưa tin đó là sau khi mà ổng nghe được cái tin đó, tức là cái đám đặc nhiệm của maduro phái đến tiếp cận cái nhà của ổng á Ờ, cái cái ngôi nhà của ổng ở trong đó vợ con ổng đang ở trong đó vào buổi tối thì ông ta lập tức ông ta quay trở về nhà và sau đó ổng quay một cái ổng chụp một cái hình ở tại ở tại trong cái, cái danh thự của ổng và ổng mới ẩm đứa con của ổng lên thì ổng uh, uh, mới nói với lại cái hãng tin ap á, là có bốn có bốn thằng uh, có bốn mật vụ đột nhập và biết chắc luôn là cái người này đó là làm việc cho chính phủ Maduro và là trong cái đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đã đột nhập tới tòa nhà ông này và tới đó thì ở trong cái dinh thự cái 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 ngôi nhà mà của ông ông Ghi Idol ông ở đó thì cũng có người canh gác để bảo vệ cho ổng thì khi mà những cái thành phần cảnh sát đó tiếp cận á, thì cái lực lượng an ninh mà cái cái người bảo vệ khu nhà người ta biết được thì mấy cái người đó họ làm cái động thái là họ hỏi thăm đồ thế này thế kia đó thì ông cũng có viết ở trên Twitter và phía cảnh sát sở cảnh sát của Venezuela bác bỏ nó nói rằng chúng tôi không có mật vụ tới nhà à, ông ghi idol đâu ta ổng nói tầm bậy tầm bạ ổng du khống cho chúng tôi này kia nhưng mà bên ông ghi idol ổng xác nhận luôn ổng nói tôi ở cái đất nước này bao nhiêu năm rồi tôi tôi biết hết á thành ra nhìn mấy người đó là người ta chắc chắn một điều luôn là cảnh sát mà cảnh sát mật vụ thì đến nhà ổng thì quý vị biết là uh, ông ông ghi ai mới nói ông cũng lên ông nói nó một lần nữa chính phủ của maruro chơi cái trò hăm dọ rồi phải không nhưng mà họ sẽ không có hâm dọ thành công được ổng đâu và quý vị thấy là um, ông ta cũng có cái buổi nói chuyện với lại quân đội và ông ta cũng kêu gọi các lực lượng cảnh sát là phải đứng về phía nhân dân đúng không và ông ta có nhắc một cái câu mà trên hãng tin AP họ có viết là cái gì nè quý vị vẫn còn thời gian quý vị vẫn còn thời gian để đứng về cái cái sự đúng đắn đó. tức là còn mày còn đủ thời gian để mày quay về với chính nghĩa đại khái là như vậy đi đó không ông uh, trên hãng tin AP nó chích lại như vậy đó quy không có nghe cái lời phát biểu nhưng mà quy đọc ở trên hãng tin AP nói như vậy đó đó không và lập tức uh, thì uh, ở bên phía chính quyền Mỹ một số đại diện thì người ta cũng nói đó là ông maduro á, sẽ chịu những cái hậu quả nghiêm trọng nếu mà làm hại đến tính mạng của ông người idol và gia đình thì quý vị biết đó y chang à quý vị nếu mà quý vị theo dõi tình hình việt nam á là y chang à y chang việt nam luôn á cũng có người tới nhà đứng rồi không có cho đi ra đường đồ rồi à này kia đó thì nó cũng giống y chang cái tình hình của của việt nam vậy đó thì đó đó là một vài cái thông tin mà quy cập nhật cho quý vị trong cái những cái phần tin thế giới trong ngày hôm nay thì trở lại với cái vấn đề thì quý vị thấy là một cái chiêu một cái bài một cái sách giống nhau mà bây giờ làm không được bắt đầu tới hù tới gia đình hù tới gia đình xong rồi bắt đầu nói là công an thì không phải công an cái ra ngoài cũng đeo khẩu trang lực lượng khẩu trang nhân dân á ý trang hả có gọi là gọi chổi móng tôm hay là canh cửa lực lượng khẩu trang nhân dân ấy, rồi bắt đầu nói cháu không phải công an á đến hồi người dân chuẩn bị quýnh rồi bắt đầu cái đưa giấy ra cháu là công an trên bộ á thì nó, nó 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 cũng tương tự như vậy thì cái tình trạng của gia đình của ông mà ông nhà đối lập tức là tổng thống lâm thời của venezuela thì cũng đang phải chịu đựng cái 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 cái, cái tình cảnh giống như vậy nhưng mà rõ ràng là cái cái sức ảnh hưởng và giống như cái sự mà vận động cái đây là một cái động thái của bên phía Maduro giống như nhang cái thôi nhang cái thôi à, gặp một cái thôi chứ cũng không phải là làm thử nó giống như là một cái cái cuộc mà thử sức thử thử coi cái phản ứng của gay ai đồ như thế nào vậy thôi. Để quý vị cũng thấy y chang như vườn rau lộc hưng hay là chuyện của thủ thiêm hay là cái chuyện mà của nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam ở ngoài Hà Nội giống như bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Dương Nội rồi vậy thôi mỗi lần đến cuộc biểu tình cái bắt đầu là tự nhiên đâu có mấy thằng lực lượng khẩu trang nhân dân chứ không phải vũ trang nhân dân lực lượng khẩu trang nhân dân nó đeo cái khẩu trang gì nè đứng trước nhà như nó đưa cái mặt lì nè ý trang à thì um, đó thì một vài cái thông tin mà 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 mà, mà cung cấp cho quý vị rồi quy à, tạm dừng chương trình ở đây chút xíu quy nghỉ xã hơi chút xíu rồi quy quay sẽ quay trở lại với lại cái phần uh, tin tức uh, cập nhật tiếp về cái tình hình đông nam á giống như là một số cái thông tin về cái tình hình của việt nam uh, xin chào tạm biệt mọi người và quy sẽ quay trở lại với lại cái chương trình kế tiếp uh, bye bye mọi người nhớ bấm nút chia sẻ và ai chưa bấm nút theo dõi nhớ bấm nút theo dõi ở trên youtube để ủng hộ chương trình cho N10TV à, Xin chào quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái video kế Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hãy bấm đăng ký Và bấm vào cái chuông Để cập nhật tin mới nhất